Xin chào tất cả mọi người, hiện giờ mình đang có mặt tại nhà thờ chính tòa của giáo phận Bùi Chu. Và trong ngày hôm nay thì các bác thợ tiếp tục hoàn thiện phía bên trong nhà thờ, khu vực cửa võng cũng như chuẩn bị cho phần tòa chính của nhà thờ. Và xung quanh nhà thờ thì cửa đã được hoàn thiện và các bác thợ đang tiến hành sơn. Và để chỉ ra bên ngoài nhà thờ chính tòa của giáo phận Bùi Chu, phía đầu nhà thờ thì người ta có làm dấu bằng đá được chạm trổ nguyên khối. Và ít tới thì cái nền đường ngoài đây này, đường nước xung quanh nhà thờ cũng sẽ được đổ bê tông, sau đó ốp đá này rất là bền bỉ và chắc chắn. Và để chắc là kỳ đài Thánh Du Xe Công Nhân. Và đây chính là toàn cảnh nhà thờ chính tòa của giáo phận Bùi Chu, phía bên ngoài đã được sơn xong. Và trong những ngày tới thì mình còn tiếp tục về nhà thờ chính tòa của giáo phận Bùi Chu để cập nhật mới nhất và mỗi ngày cho tất cả mọi người cùng xem và tham quan. Và mọi người nhớ đăng ký để đón xem những cái video tiếp theo. Và đây chính là khu vực tầng trệt của nhà thờ, bên dưới đã được hoàn thiện. Và khu nhà vệ sinh này cũng như các khu vực ở dưới tầng trệt đã được ốp đá. Bên dưới nắp cửa này, cửa gỗ lim rất là chắc chắn. Và đây chính là cái dậu này, dậu đá ở các lan can ở xung quanh nhà thờ, ở những nơi có bậc cao như phía đầu nhà thờ hay phía đằng trước khán đài của nhà thờ, hai bên cạnh tháp chuông. Và đây chính là chiếc máy xúc được dùng để xúc các vật liệu nhằm xây dựng nhà thờ chính tòa giáo phận. Và đây chính là họa tiết hoa văn phía đầu nhà thờ chính tòa giáo phận Bùi Chu. Trên chớp các chắn thông thì người ta lắp kính trong. Còn phía dưới cửa sổ cũng như cửa ra vào được lắp khung đồng. Và với ô cửa gỗ lim rất là chắc chắn và bền bỉ. Và đây chính là khu vực nhà nguyện của các thầy ở cạnh kỳ đài Thánh Du Xe Công Nhân. Và đây chính là bậc để tiến lên khu vực gian cung thánh của nhà thờ chính tòa. Ở khu vực cái dậu này sẽ làm cái cột dậu rất là to và được chạm trổ hoa văn. Và đây chính là khu vực tường ở bên phía nam nhà thờ đã được sơn. Và đây chính là lớp sơn và họa tiết hoa văn ở phía đầu nhà thờ bên phía nam của ngôi thánh đường. Và đây chính là bên trong nhà thờ chính tòa giáo phận Bùi Chu, toàn cảnh ở trên nóc nhà thờ. Bên trong đã được hoàn thiện phần lát nền cũng như phần sơn bên trong nhà thờ. Và đây chính là toàn cảnh bên trong nhà thờ này, những cái xà hoành đã được chạm trổ hoa văn. Và bên trong nhà thờ thì được nát nền cũng như nan sơn. Và bên trong nhà thờ chỉ còn cái ghế nữa thì sẽ được hoàn thiện. Và tòa của nhà thờ đang được hoàn thiện cũng như chuẩn bị cho sơn son thiếp vàng trước khi nắp dựng lên tòa chính của nhà thờ. Và đây chính là đường hành lang ở trên tháp chuông, đường để tiến sang tháp chuông này, sang tháp chuông bên kia. Và bên trong ở khu vực tháp chuông khá là rộng để phục vụ treo những quả chuông từ trên cao. Và toàn bộ các chớp cửa sổ người ta đều tạo nên những cái ô thoáng và xây
ở những cái viên ngói kết nối lại với nhau. Và sau khi chuông được gắn nắp dương ở bên cột bên phía nam tháp chuông thì sẽ tạo ra những âm trầm vang qua những ô cửa sổ được tạo nên từ những viên ngói. Và đây chính là ô cửa sổ chớp của tháp chuông của nhà thờ. Và trên tầng tháp chuông thứ 2 đến thứ 3, thứ 4 thì người ta làm thông. Còn tầng 1 thì người ta đổ bê tông. Và có các đường đi xuống cũng như đường đưa chuông lên. Và đây chính là toàn bộ ở bậc của nhà thờ này, khu vực cả tháp chuông. Và sau này người ta lắp lan ca nữa thì sẽ an toàn hơn. Và đây chính là khu vực mái ngói của nhà thờ chính tòa của giáo phận Bửu Chu. Mái ngói rất là đẹp này, ngói vải cá này. Và còn có bậc đi lên ở phần chính giữa mái ngói của nhà thờ. Mái ngói vải cá này. Và đây chính là cầu thang ở bên phía nam tháp chuông. Bên trong nhà thờ. Tháp chuông phía nam này. Cửa đã được nắp này và ô chớp này. Ô chớp thì người ta làm thông thoáng. Và đây chính là khu vực ở tháp chuông phía nam thì đã được nắp hai quả chuông. Và mỗi lần người ta giật thì rất là vang, âm trầm. Cái dây chuông này của nhà thờ này gồm có hai dây tương ứng với hai quả chuông, phía dưới là tời này. Và đây chính là cửa để đi vào ở khu vực ở tháp chuông phía nam của nhà thờ. Trên cửa thì được chạm trổ các hoa văn về Công giáo. Và bên trên là chớp này. Và trong tháp chuông thì người ta đã ốp đá này và nắp những cái ống nước hệ thống. Và bên trong tháp chuông thì có những cái ô chớp đầy ánh sáng. Đấy, ô chớp này được nắp kính. Và mọi người nhớ đăng ký để đón xem video tiếp theo. Xin chào.